Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát thường mặc áo giáp đại công đức như thế, tất cả hữu tình đều nên kính lễ. Bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát vì hữu tình mà mặc áo giáp công đức chuyên cần tinh tấn, thì giống như vì hư không mà mặc áo giáp công đức chuyên cần tinh tấn. Bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát vì muốn thành thục giải thoát cho hữu tình mà mặc áo giáp công đức chuyên cần tinh tấn, thì giống như vì thành thục giải thoát cho hư không mà mặc áo giáp công đức chuyên cần tinh tấn. Bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát vì tất cả pháp mặc áo giáp công đức chuyên cần tinh tấn, thì giống như vì hư không mặc áo giáp công đức chuyên cần tinh tấn. Bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát vì cứu vớt chúng sanh ra khỏi khổ sanh tử mà mặc áo giáp công đức chuyên cần tinh tấn, thì giống như vì đem hư không đều chỗ cao hơn mà mặc áo giáp công đức chuyên cần tinh tấn. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát được thế lực đại tinh tấn dũng mãnh, vì là hữu tình như hư không nên sớm thoát khỏi sanh tử, hướng đến vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát được thần lực bất tư nghỉ không gì sánh bằng, vì tánh hải của các pháp như hư không nên mặc áo giáp công đức, hướng đến vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát rất hùng mạnh, vì sở cầu vô thượng chánh đẳng Bồ Đề như hư không nên mặc áo giáp công đức chuyên cần tinh tấn. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát vì sự thành thục giải thoát lợi lạc an vui cho các loài hữu tình như hư không nên siêng tu khổ hạnh, muốn chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, việc đó thật hiếm có. Vì sao? Bạch Thế Tôn, giả sử trong khắp tam thiên đại thiên thế giới có Như Lai ứng chánh đẳng giác nhiều như rừng tre, mè, lau, mía, trải qua một kiếp hoặc hơn một kiếp, thường thuyết pháp và độ vô lượng vô biên hữu tình vào niết bàn rốt ráo an vui, nhưng cõi hữu tình không thêm không bớt. Vì sao? Vì các loại hữu tình không có tánh viễn ly vậy. Bạch Thế Tôn, giả sử tất cả thế giới trong mười phương có Như Lai ứng chánh đẳng giác nhiều như rừng tre, mè, lau, mía, trải qua một kiếp hoặc hơn một kiếp, thường thuyết pháp và độ vô lượng vô biên hữu tình vào niết bàn rốt ráo an vui, nhưng cõi hữu tình không thêm không bớt. Vì sao? Vì các loài hữu tình không có tánh viễn ly vậy. Bạch Thế Tôn, do đó nên con mới nói, các đại Bồ Tát vì sự thành thục giải thoát lợi lạc an vui cho các loài hữu tình như hư không nên siêng tu khổ hạnh để chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, việc đó thật hiếm có. Khi ấy trong hội chúng có một bí sô thầm nghĩ, ta nên kính lễ Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, tuy trong đó không có sự sanh diệt của các pháp, nhưng có giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn có thể đắc được, cũng có quả dự lưu Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán Độc Giác Bồ Đề có thể đắc được, cũng có hạnh đại Bồ Tát có thể đắc được, cũng có vô thượng chánh đẳng Bồ Đề có thể đắc được, cũng có chúng đại Bồ Tát và chư Như Lai ứng chánh đẳng giác có thể đắc được, cũng có Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo có thể đắc được, cũng có chư Phật chuyển bánh xe diệu pháp làm cho các hữu tình được lợi ích an vui có thể đắc được. Đức Phật biết ý nghĩ ấy liền bảo: Này Bí Xô, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ý nghĩ của ông. Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, mầu nhiệm khó lường, tuy chẳng có pháp nhưng cũng chẳng phải không có pháp. Lúc ấy trời đế thích hỏi thiện hiện: Thưa đại đức, đại Bồ Tát muốn học Bát Nhã Ba La Mật Đa phải học như thế nào? Thiện hiện đáp: Này Kiều Thi Ca, đại Bồ Tát muốn học Bát Nhã Ba La Mật Đa phải tinh tấn tu học như hư không. Trời đế thích thưa Đức Phật: Bạch Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa lắng lòng nghe, suy nghĩ, thọ trì, đọc tụng, tinh tấn tu học, tư duy như lý và ghi chép giải thích, làm cho lưu bố rộng rãi, con phải bảo hộ họ như thế nào? Khi ấy thiện hiện hỏi đế thích: Kiều Thi Ca, ông thấy pháp có thể bảo hộ chăng? Trời đế thích đáp: Không, thưa đại đức, tôi không thấy pháp có thể bảo hộ được. Thiện hiện bảo: Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân nào y lời Phật dạy an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là bảo hộ. Thiện nam tử, thiện nữ nhân nào an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa thường không xa lìa, nên biết cho dù tất cả nhân phi nhân, người chẳng phải người, rình tìm lỗi lầm của người đó để phá hoại chắc không thể được. Kiều Thi Ca, nếu muốn bảo hộ thiện nam tử, thiện nữ nhân an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng khác với người phát tâm siêng năng bảo hộ hư không.
Kiều Thi Ca, nếu muốn bảo hộ thiện nam tử, thiện nữ nhân tu hành bát nhã ba la mật đa, thì thêm nhọc nhằn bướng buồm không ích gì. Kiều Thi Ca, ý ông thế nào? Có người nào thường bảo hộ huyễn mộng, âm vang, ảnh tượng, ánh sáng, sóng nắng và việc biến hóa thành tầm hương, cảnh tượng không thật không? Trời Đế Thích đáp, thưa Đại Đức không. Thiện Hiện bảo, Kiều Thi Ca, muốn bảo hộ thiện nam tử, thiện nữ nhân tu hành bát nhã ba la mật đa cũng là như vậy, chỉ thêm nhọc nhằn luống uổng không có ích gì. Kiều Thi Ca, ý ông thế nào? Có người nào thường bảo hộ tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và những việc biến hóa của Phật không? Trời Đế Thích đáp, thưa Đại Đức không. Thiện Hiện bảo, Kiều Thi Ca, muốn bảo hộ thiện nam tử, thiện nữ nhân tu hành bát nhã ba la mật đa cũng là như vậy, chỉ thêm nhọc nhằn luống uổng không có ích gì. Kiều Thi Ca, ý ông thế nào? Có người nào thường bảo hộ pháp giới, pháp tánh, chân như thật tính, cảnh giới bất tư nghỉ, cảnh giới hư không chăng? Trời Đế Thích đáp, thưa Đại Đức không. Thiện Hiện bảo, Kiều Thi Ca, muốn bảo hộ thiện nam tử, thiện nữ nhân tu hành bát nhã ba la mật đa cũng là như vậy, chỉ thêm nhọc nhằn luống uổng không có ích gì. Trời Đế Thích hỏi Thiện Hiện, thưa Đại Đức, vì sao khi Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, dù biết các pháp như huyễn mộng, âm vang, ảnh tượng, ánh sáng, sóng nắng, như việc biến hóa thành tầm hương, nhưng Đại Bồ Tát ấy chẳng chấp là huyễn mộng, là âm vang, là ảnh tượng, là ánh sáng, là sóng nắng, là việc biến hóa thành tầm hương, cũng chẳng chấp do huyễn cho đến do thành tầm hương, cũng chẳng chấp thuộc huyễn cho đến thuộc thành tầm hương, cũng chẳng chấp nương huyễn cho đến nương thành tầm hương. Thiện Hiện đáp, Kiều Thi Ca, khi Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng chấp là sắc, là thọ tưởng hành thức, cũng chẳng chấp do sắc, do thọ tưởng hành thức, cũng chẳng chấp thuộc sắc, thuộc thọ tưởng hành thức, cũng chẳng chấp nương sắc, nương thọ tưởng hành thức. Như vậy cho đến chẳng chấp là trí nhất thiết, là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng chẳng chấp do trí nhất thiết, do trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng chẳng chấp thuộc trí nhất thiết, thuộc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng chẳng chấp nương trí nhất thiết, nương trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Khi Đại Bồ Tát này tu hành bát nhã ba la mật đa, dù biết các pháp như huyễn cho đến như thành tầm hương, mà thường chẳng chấp là huyễn cho đến là thành tầm hương, cũng chẳng chấp do huyễn cho đến do thành tầm hương, cũng chẳng chấp thuộc huyễn cho đến thuộc thành tầm hương, cũng chẳng chấp nương huyễn cho đến nương thành tầm hương. Khi ấy nhờ năng lực oai thần của Đức Phật nên trong tam thiên đại thiên thế giới, chư thiên cõi tứ đại vương cho đến tịnh cư thiên đều dùng thiên hoa bột trầm hương đàn từ xa dài lên Đức Phật, đi đến chỗ Phật đảnh lễ sát chân Ngài rồi đứng sang một bên. Và cũng nhờ thần lực của Đức Phật nên chư thiên thấy ngàn cõi Phật ở phương đông đều có Như Lai ứng chánh đẳng giác tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa, ý nghĩa phẩm loại danh tự đều đồng như đây. Bí Xô đứng đầu thỉnh hỏi bát nhã ba la mật đa đều tên là Thiện Hiện, đứng đầu thiên chúng hỏi bát nhã ba la mật đa đều tên là Đế Thích. Phương Nam Tây Bắc bốn góc trên dưới cũng lại như vậy. Đức Phật bảo cụ thọ Thiện Hiện, Đại Bồ Tát Từ Thị khi chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng ở nơi đây tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa. Chư Phật vị lai trong hiền kiếp này cũng ở nơi đây tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa. Cụ thọ Thiện Hiện hỏi, bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát Từ Thị khi chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác sẽ dùng các hành tướng trạng của pháp gì để tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa? Đức Phật đáp, này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát Từ Thị khi chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác sẽ dùng sắc chẳng phải thường, chẳng phải vô thường để tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa, dùng thọ tưởng hành thức chẳng phải thường, chẳng phải vô thường để tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa. Như vậy cho đến dùng trí nhất thiết chẳng phải thường, chẳng phải vô thường để tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa, dùng trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng phải thường, chẳng phải vô thường để tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa, dùng sắc chẳng phải lạc, chẳng phải khổ để tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa, dùng thọ tưởng hành thức chẳng phải lạc, chẳng phải khổ để tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa.
Như vậy cho đến dùng trí nhất thiết chẳng phải lạc, chẳng phải khổ để tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa. Dùng trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng phải lạc, chẳng phải khổ để tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa. Dùng sắc chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã để tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa. Dùng thọ tưởng hành thức chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã để tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa. Như vậy cho đến dùng trí nhất thiết chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã để tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa. Dùng trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã để tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa. Dùng sắc chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh để tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa. Dùng thọ tưởng hành thức chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh để tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa. Như vậy cho đến dùng trí nhất thiết chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh để tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa. Dùng trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh để tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa. Dùng sắc chẳng phải buộc, chẳng phải mở để tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa. Dùng thọ tưởng hành thức chẳng phải buộc, chẳng phải mở để tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa. Như vậy cho đến dùng trí nhất thiết chẳng phải buộc, chẳng phải mở để tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa. Dùng trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng phải buộc, chẳng phải mở để tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa. Dùng sắc chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại để tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa. Dùng thọ tưởng hành thức chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại để tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa. Như vậy cho đến dùng trí nhất thiết chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại để tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa. Dùng trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại để tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa. Cụ thọ thiện hiện lại hỏi: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát Từ Thị khi chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác sẽ chứng pháp gì và nói pháp gì? Đức Phật đáp: Này thiện hiện, khi Đại Bồ Tát Từ Thị đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác sẽ chứng sắc thanh tịnh rốt ráo và nói sắc thanh tịnh rốt ráo, chứng thọ tưởng hành thức thanh tịnh rốt ráo và nói thọ tưởng hành thức thanh tịnh rốt ráo, cho đến chứng trí nhất thiết thanh tịnh rốt ráo và nói trí nhất thiết thanh tịnh rốt ráo, chứng trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh rốt ráo và nói trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh rốt ráo. Cụ thọ thiện hiện lại hỏi: Bạch Thế Tôn, như vậy bát nhã ba la mật đa do đâu được thanh tịnh? Đức Phật đáp: Này thiện hiện, sắc thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, cho đến trí nhất thiết thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Cụ thọ thiện hiện hỏi: Bạch Thế Tôn, vì sao sắc thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, cho đến vì sao trí nhất thiết thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Đức Phật đáp: Này thiện hiện, sắc không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh, sắc thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, thọ tưởng hành thức không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, cho đến trí nhất thiết không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh, trí nhất thiết thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, hư không thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì sao hư không thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này thiện hiện, hư không không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh, hư không thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, sắc không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, thọ tưởng hành thức không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Như vậy cho đến trí nhất thiết không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, chỉ đạo tướng, trí nhất thiết tướng không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Cụ thọ thiện hiện hỏi: Bạch Thế Tôn, vì sao sắc không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, thọ tưởng hành thức không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Như vậy cho đến
Vì sao trí nhất thiết không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Chỉ đạo tướng trí nhất thiết tướng không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Đức Phật đáp: Này thiện hiện, sắc không thể nắm giữ nên không nhiễm ô, sắc không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Thọ tưởng hành thức không thể nắm giữ nên không nhiễm ô, thọ tưởng hành thức không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Như vậy cho đến trí nhất thiết không thể nắm giữ nên không nhiễm ô, trí nhất thiết không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Chỉ đạo tướng trí nhất thiết tướng không thể nắm giữ nên không nhiễm ô, chỉ đạo tướng trí nhất thiết tướng không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Lại nữa, này thiện hiện, hư không không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn: Vì sao hư không không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này thiện hiện, hư không không thể nắm giữ nên không nhiễm ô, hư không không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Lại nữa, này thiện hiện, hư không chỉ là lời nói giả nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn: Vì sao hư không chỉ là lời nói giả nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này thiện hiện, như nương vào hư không mà có tiếng vang hiện hữu chỉ là lời nói giả, chỉ là lời nói giả nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Lại nữa, này thiện hiện, hư không không thể nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn: Vì sao hư không không thể nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này thiện hiện, sự của hư không không thể nói được nên không thể nói, do đó nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Lại nữa, này thiện hiện, hư không không thể đắc nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn: Vì sao hư không không thể đắc nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này thiện hiện, sự của hư không không đắc được nên không thể đắc, do đó nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Lại nữa, này thiện hiện, tất cả pháp không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn: Vì sao tất cả pháp không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này thiện hiện, tất cả pháp thanh tịnh rốt ráo nên không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, do đó nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đối với bát nhã ba la mật đa mà lắng lòng nghe, suy nghĩ, thọ trì, đọc tụng, tinh tấn tu học, tư duy như lý và ghi chép giải thích, làm cho lưu bố rộng rãi, thì mắt tai mũi lưỡi của họ đều không bị bệnh, thân thể mập mạp chẳng suy yếu, cũng chẳng chết oan, thường được vô lượng trăm ngàn thiên thần cung kính vây quanh theo dõi bảo hộ. Vào ngày mùng 8, ngày 14 và ngày rằm của tháng có trăng và không trăng, các thiện nam tử, thiện nữ này đọc tụng tên nói bát nhã ba la mật đa, thiên chúng của tứ đại vương cho đến tịnh cư thiên đều đến chỗ pháp sư này nghe và thọ trì bát nhã ba la mật đa. Nhờ đọc tụng tên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa trong vô lượng đại tập hội, nên thiện nam tử, thiện nữ nhân này được vô lượng vô số vô biên công đức thủ thắng không thể nghĩ bàn, không thể tính lường. Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đối với bát nhã ba la mật đa đây lắng lòng nghe, suy nghĩ, thọ trì, đọc tụng, tinh tấn tu học, tư duy như lý và ghi chép giải thích, làm cho lưu bố rộng rãi, thì mắt tai mũi lưỡi của họ đều không bị bệnh, thân thể mập mạp chẳng suy yếu, cũng chẳng chết oan, thường được vô lượng trăm ngàn thiên thần cung kính vây quanh theo dõi bảo hộ. Trong 6 ngày trai, các thiện nam tử, thiện nữ này đọc tụng tên nói bát nhã ba la mật đa, thiên chúng của tứ đại vương cho đến tịnh cư thiên đều đến chỗ pháp sư này nghe và thọ trì bát nhã ba la mật đa. Nhờ đọc tụng tên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa trong vô lượng đại tập hội, nên thiện nam tử, thiện nữ nhân này được vô lượng vô số vô biên công đức thủ thắng không thể nghĩ bàn, không thể tính lường. Vì sao? Này thiện hiện, vì bát nhã ba la mật đa là của báu lớn. Do bát nhã ba la mật đa là của báu lớn, nên làm cho vô lượng vô số hữu tình ra khỏi địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, vô lượng vô số vô biên trời, rồng, dược, xoa, nhân, phi nhân, người chẳng phải người, thoát khỏi những hoạn nạn nghèo khổ, vô lượng vô số vô biên là hữu tình, đại tộc sát đế lợi, đại tộc bà la môn, đại tộc trường giả, đại tộc cư sĩ, được giàu sang an vui,
vô lượng vô số vô biên loài hữu tình, thiên chúng của tứ đại vương cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, được giàu sang an vui, vô lượng vô số vô biên loài hữu tình, quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác bồ đề và vô thượng chánh đẳng chánh giác bồ đề được tự tại an vui. Vì sao? Này thiện hiện, vì trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa này, rộng nói khai thị 10 thiện nghiệp đạo, 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 4 niệm trụ cho đến 8 chi thánh đạo, bố thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, pháp nội không cho đến vô tính tự tính không, 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, vô lượng công đức quý báu như vậy, vô lượng vô số hữu tình tu học trong đó được sanh vào đại tộc Giác Đế Lợi, đại tộc Bà La Môn, đại tộc Trưởng Giả, đại tộc Cư Sĩ, vô lượng vô số hữu tình tu học trong đó được sanh lên làm thiên chúng cõi tứ đại vương cho đến cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, vô lượng vô số hữu tình tu học trong đó đắc quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán, vô lượng vô số hữu tình tu học trong đó được quả độc giác bồ đề, vô lượng vô số hữu tình tu học trong đó được nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, được chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Này thiện hiện, nhờ vậy nên Bát Nhã Ba La Mật Đa được gọi là đại bảo tạng. Công đức quý báu của thế gian và xuất thế gian đều nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà xuất hiện. Thiện hiện, đại bảo tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nói một chút pháp nào là hữu sanh, hữu diệt, hữu nhiễm, hữu tịnh, hữu thủ, hữu xả. Vì sao? Vì không có một chút pháp nào là có sanh, có diệt, có nhiễm, có tịnh, có thủ, có xả. Này thiện hiện, trong đại bảo tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, không nói có pháp thiện, phi thiện, hữu ký, vô ký, thế gian, xuất thế gian, hữu lậu, vô lậu, hữu vi, vô vi. Do đó Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế được gọi là vô sở đắc, đại pháp bảo tạng. Này thiện hiện, trong đại bảo tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nói có một chút pháp nào là thường nhiễm ô. Vì sao? Vì không có một chút pháp nào có thể nhiễm ô, nên cũng không có một chút pháp nào có thể nhiễm đại pháp bảo tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì pháp thường nhiễm ô bất khả đắc. Thiện hiện, do đó nên Bát Nhã Ba La Mật Đa được gọi là vô nhiễm ô đại pháp bảo tạng. Lại nữa, này thiện hiện, nếu khi đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không có tưởng, không có phân biệt, không có đắc, không hỷ luận như vậy, ta thường tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì đại Bồ Tát này mới là như thật tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, và cũng thường gần gũi lễ lại chư Phật, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, thường cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán chư Phật. Khi dạo đến cõi Phật, khéo dùng tướng kia để nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình, và tu các hạnh đại Bồ Tát, mau chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này thiện hiện, đối với tất cả pháp, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, chẳng có tự tại, cũng chẳng phải không có tự tại, không lấy không bỏ, không sanh không diệt, không cấu không tịnh, không thêm không bớt. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, chẳng phải quá khứ, hiện tại, vị lai, không đến cõi dục, không bỏ cõi dục, không trụ cõi dục, không đến cõi sắc, không bỏ cõi sắc, không trụ cõi sắc, không đến cõi vô sắc, không bỏ cõi vô sắc, không trụ cõi vô sắc. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với bố thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, không cho cũng không bỏ, đối với pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, cũng không cho không bỏ, đối với bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, không cho cũng không bỏ, đối với 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng, không cho cũng không bỏ, đối với quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, không cho cũng không bỏ, đối với chánh tánh ly sanh của các Bồ Tát cho đến vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, không cho cũng không bỏ. Đối với trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không cho cũng không bỏ. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với pháp dị sanh, không cho cũng không bỏ. Đối với pháp dự lưu cho đến pháp A La Hán, không cho cũng không bỏ. Đối với pháp độc giác, không cho cũng không bỏ. Đối với pháp Bồ Tát, không cho cũng không bỏ. Đối với pháp chư Phật, không cho cũng không bỏ. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, không cho pháp thanh văn, không bỏ pháp dị sanh, không cho pháp độc giác, không bỏ pháp thanh văn, không cho pháp chư Phật, không bỏ pháp độc giác, không cho pháp vô vi, không bỏ pháp hữu vi. Vì sao?
Ví như lai xuất thế hay không xuất thế, các pháp ấy thường không biến đổi, pháp tánh, pháp giới, pháp định, pháp trụ cũng không khác. Khi ấy, vô lượng trăm ngàn thiên tử, trụ trong hư không hớn hở vui mừng, dùng nhiều thứ hoa trời như hoa sen xanh, hoa sen đỏ, hoa sen vàng, hoa vi diệu âm và các bột hương tung lên Đức Phật và cùng vui vẻ sướng. Ngày nay chúng ta ở châu Thiện Bộ thấy Đức Phật chuyển bánh xe diệu pháp, trong đó có vô lượng trăm ngàn thiên tử, nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa đều chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Đức Phật bảo Thiện Hiện, này Thiện Hiện, bánh xe pháp như thế chẳng phải quay lần thứ nhất, cũng chẳng phải quay lần thứ hai. Vì sao? Vì đối với tất cả pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế không bị chuyển, nên không bị hoàn diệt, xuất hiện ở thế gian chỉ vì các pháp không có tánh, tự tánh rỗng không. Cụ Thọ Thiện Hiện hỏi: Bạch Thế Tôn, vì các pháp nào vô tính tự tính không, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với các pháp không bị chuyển, cũng không bị hoàn diệt, xuất hiện ở thế gian. Đức Phật đáp: Này Thiện Hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa, tánh Bát Nhã Ba La Mật Đa là không, cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa, tánh Bố Thí Ba La Mật Đa là không, do pháp nội không, tánh pháp nội không là không, cho đến pháp vô tính tự tính không, tánh pháp vô tính tự tính không là không, bốn niệm trụ, tánh bốn niệm trụ là không, cho đến tám chi thánh đạo, tánh tám chi thánh đạo là không, mười lực Phật, tánh mười lực Phật là không, cho đến 18 pháp Phật bất cộng, tánh 18 pháp Phật bất cộng là không, trí nhất thiết, tánh trí nhất thiết là không, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, tánh trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không, dị sanh, tánh dị sanh là không,